Alo mẹ à? Mày làm gì mà để vợ mày viết lên mạng như thế? Họ hàng đang gọi ầm ĩ cho mẹ đây này. Mày cư xử với vợ như thế mà được à? Tôi chỉ là một người vợ bất hạnh. Tôi vốn là một hot girl, có hàng trăm ngàn người theo dõi trên Facebook. Cuộc sống của tôi dường như đã lấy được một người chồng hoàn hảo. Thế nhưng đời không như là mơ. Trong khi tôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thì anh ta luôn biết cách dập tắt nó. Anh ta là một kẻ soi mói, nhỏ nhen, độc đoán và gia trưởng. Tôi cấm cô. Chính anh ta đã phá nát cuộc hôn nhân này. Cô làm cái gì thế này? Giờ thì tôi đã trở thành một người chồng khốn nạn. Ngay từ lúc bước vào căn nhà này, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi phát hiện ra cô ấy là người nghiện Facebook. Mở mắt ra là cô đã cắm mặt vào điện thoại. Sáng vợ ơi, mọi sự quan tâm chăm sóc đều bị biến thành đạo cụ cho cuộc sống ảo của cô ấy. Cuốn này hay không em? Đọc hết chưa? Dạ biết, cái sách hay thì em mua thôi. Và cô ấy không thông minh, sâu sắc nhưng vẫn thể hiện trên mạng. Chỉ một lần trong ngày, tôi tách được cô ấy ra khỏi chiếc điện thoại. Lúc đó thật yên bình. Ừ, chụp em đã. Cái gì thế này? Tôi cấm cô đăng những bức hình này lên mạng. Facebook phải là tôi, cô chọn đi. Anh chỉ là một người, còn hàng trăm nghìn người theo dõi tôi trên Facebook. Anh chỉ là chồng tôi, anh phải là bố tôi. Ê, cuộc hôn nhân này là một sai lầm. Có lẽ tôi đã sai khi đã quá vội vàng. Bọn đàn ông toàn lũ khốn nạn. Hôm nay em sẽ bóc phốt cho mọi người thấy chồng em hóa ra là một thằng khốn nạn. Cô làm cái gì thế này? Kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Tôi còn để chịu đựng được nữa.